Ok bạn, tại là mình đang chuẩn bị nhiệm vụ chính thì chỗ này đang có các bạn như đang có boss gì đó, mình vừa mới tới luôn. Ok tới rồi kìa, bên mình revive ông này cái nè. Các bạn gục sớm mặc dù mình chưa tới chỗ nhiệm vụ luôn nhưng mà làm đã ăn luôn rồi. Ok vậy chuẩn bị đi tiếp à, rồi anh em đã chuẩn bị làm nhiệm vụ tiếp chưa, xong lên nha. Ok, cái này có vẻ tốt đó. Mình đang rất cần lên level 10 để có thể vô được hoặc được những đồ mình đang cần phải mặc. Ok, để mình set cái difficult. Ok. Normal. Ok, giờ nó mở cửa cho mình vô nè. Vô. Take down the crane. Oh, what the fuck? Cái gì vậy? Má vừa mới vô mà nó nổ gì kinh vãi. Nó ghê thật. Cái này có chuyện đùa. Hey, chúng ta phải take down cái tụi cleaner spot cái đã. Rồi tính. Rồi mình sẽ đặt một cái ngay đây. Cho anh em cùng xài. Đó, ngay đây đi. Đó, hồi máu đó. Nói như mình nãy mình bắn mấy đám kia bên ngoài mình cũng mất kiểu như là đạn cũng khá là nhiều, cho nên mình đang vẫn đang kiếm chỗ nào có thùng đạn hay gì đó mình hồi hồi lại. What the fuck? Này thì dính, này thì nó cùng với mấy ngày công nhận máu cũng trâu vãi luôn á. Nói cái súng này có vẻ không xi nhê với tụi này dữ lắm. Cho nên mình cũng đang rất cần phải lên level 10 để mình có thể ráp cái súng khác, còn là cái gì đó. Secure the area. Khu này chết hết rồi. Cái là chúng ta nên đi xuống đi. Hồi máu tí rồi đi. Ồ đẹp ấy chứ. Cái chỗ thiết kế mà cái game lần này của Ubisoft làm thấy cũng rất là hay. Còn so với những bài nào vẫn còn chơi game năm nay thì mình cũng không biết phải nói là sao. Tại mình thấy The Division nó rất là tốt rồi đó. Tôi thấy này nó rất xứng đáng cái thời buổi mà thì mình những người chơi đợi. Tuy nhiên thì có điều mình không thấy đó là phần về phần đồ họa, mình cũng luôn nói là nó một phần gì đó kiểu như cải lùi so với hồi E3. Thì cái này cũng không có làm mình bận tâm cho lắm, nhưng mà mình vẫn rất là thích là chơi cái game này để kỳ cuốc này nó rất là mang cái cảm giác rất là thích. Đấy, bao nhiêu đứa vậy? Đó, mình tính ra mình đi chơi solo luôn rồi. Trang gì? Mình bắn nó bắn ở đây rồi bắn ở đâu ta? Chứ mình ra để đứng bắn với Khải đi. Cắn đây nè, cái đây nè. Lên đây ra đây. Căng thế, công nhận mấy nhiệm vụ này không có người chơi không lại. Nó đạn mình gần hết luôn rồi, còn 200 mấy viên à. Mà bắn mấy này hơi bị khó luôn á. 200 mấy viên không biết đủ không nữa nè. Hồi máu bên kia có hồi máu rồi. Bắn nhiệt tình vô, bắn nhiệt tình vô, bắn nhiệt tình vô, bắn nhiệt tình vô. Boss ra nữa kìa, chưa gì boss đã ra luôn rồi đó. Đấy, bắn này phải nhấp nhấp chứ không có giật quá giật. Chết ngay. Nhưng mà có lẽ mình vẫn không hài lòng với vụ này cho lắm, bắn giật quá. Ơi, Tony kia xuống rồi. Rồi, wow, thằng 12 ra nữa kìa. Má, bữa nay kiếm đồ gì nó bắn cho ngon tí, cây này bắn giật quá giật. Ok, chết rồi kìa. Nhưng này bị cái rồi, nó có cái fall damage. Cho nên nếu mình nhảy xuống này cao quá nó sẽ mất máu. Wow, on fire. Ok, mình đang chạy tới đây. Tới luôn. Rồi. Sao đây ta? Destroy the Dalaban tanks. Reach the fueling depot. Ok. Chúng ta phải dời phải chạy ngược lên lại. Nhưng mà khúc ở trên khúc nãy. Restock.
Hên quá, có chỗ restock và mừng quá. 400 mấy viên mình còn thiếu. Chà. Sau đó Secure ra rồi, chuẩn bị có bắn nữa nè. Đù ghê vậy. Hả, mình thấy cái súng nó ghê ta. Wow 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 wow, anh em cần máu không? Để thấy vô cái nè. Vô, hồi máu liền. Cái này chơi phải chơi, vừa hồi máu nè. 600 mấy nhưng mà các bạn như nó càng lúc nó càng trâu bò hơn. Boss ra nữa kìa. Không biết giờ mình đạn mình đủ sức để bắn mấy con boss thì chưa. Nhưng mà mười mấy 600 mấy mình nghĩ cũng chắc đủ rồi đó. Chạy xa thế. Ơi có sniper tốt đằng kia. Ôi xa vãi. Thế nhìn lên xong lên đi. Mặc dù có sniper. Ui chạy ra chạy chỗ ơi. Ôi nó nhắm nữa rồi. Mười tám đứa nữa hả? Đông quá, thiết nghĩ đó. Nên lùi lại đi. Má spot màu vàng tối đằng kia rồi đó. Một thằng. Ôi nó bắn một phát trội bay gần sạch cái máu luôn. Vãi chưởng. Má nó ngắm mình nãy giờ. Holy fuck. Mà nó ngắm mình ghê ghê vậy. Vẫn 8 đứa nữa hả? Ý, có thằng trên lầu. Má đứng trên nóc hả mày? Đứng trên nóc. Ý, má nó còn chút xíu máu thôi á. Ơi không sao, đằng sau mình còn một ông nữa. Ok, quay lại. Ồ, hên quá. Cái này nó auto, nó revive lại luôn. Không cần phải chạy ra. Như cầu hàng trên đây là nó chết rồi đó. Chuẩn vãi. Mình cái vấn đề khó nhất là cái vấn đề cái thằng sniper tốt đằng kia. Boss nữa chứ. Mặc đồ cho bò vãi. Đó, chết rồi kìa. Hai thằng boss. Thế nghĩ sao đây ta? Có nên xong rồi không? Scan lại cho chắc thôi. Ơ nó còn hết máu rồi kìa. Lên. Hay quá mấy thanh niên. Team Survivor. Headshot. Ồ nó có, đừng nói rằng này có súng nhắm nha. Mình đang rất là cần cái súng nhắm. SASG. Có phải cái này cái gì ta? Để coi inventory SASG. Cái này là cây shotgun. Cây Miscar SKS có vẻ mạnh lắm á. Ok, chúng ta sẽ đi tiếp. Không như này cơ. Start the detonation sequence. Ok. Sao cái kia mình chạy vòng vậy ta? Defend the detonator. Nó đi hướng nào ta? Ôi rồi nó lên rồi kìa. Mở lẹ em ơi. Hai máy này chắc mình nghĩ là chắc có súng ngắm. Chứ xa quá, bắn em tới. Chuẩn lắm luôn, lên em. Anh đợi mày nãy giờ. Một nồi luôn. Wow, cái quái gì vậy? Hold to give up. Ôi, má căng vậy.
Nè, nó bắn rác quá mà chạy lên trên là cái gì vậy trời. Còn hai con kia cũng dở rồi. Nhưng mà vẫn khá là nó chạy lên một thằng rồi kìa. Ý. Ôi cảm ơn nha, cảm ơn thí nghiệm mình đã chạy lên trên tiếp. Chờ thí nghiệm lên trên nó bắn tiếp lại, mình không nghĩ đến nó chạy tràn cái khu này. Có thể. Má nó lên rồi. Má thí nghiệm mình nó đang kiếm một cái súng nào đó, xài cho ra hồn chứ. Lên em. Đồ, 99, 99, một nồi luôn. Nhìn như cơm gạo vậy má. Ôi da, ai da. Gì vậy, ghê vậy. Ghê vậy mấy thanh niên, ghê vậy mấy thanh niên. Nổ, nổ, đúng rồi, chuẩn quá. Giờ chúng ta phải giết tụi còn lại thôi. Đấy, đó, đây rồi, ồ má, súng ngon quá vậy. Má, anh cũng muốn một cái súng giống vậy nè. Đã phải. Còn nữa kìa. Hết hết bom rồi. Đồ quá tự nổ luôn. Đấy, boss ra nữa chắc thôi lùi lên lại sẽ hay hơn. Ôi. Má chạy lên trên lại. Ôi ôi ôi. Ui ghê nhờ. Ui ghê nhờ. Lên em. Đó. Má tìm mình hay quá. Nếu mà nhảy có con gì nói á. Má chúng ta đang đừng để bị mấy con sói nó săn. Nhưng thực chất tụi nó. Nói chúng ta là sói mà. Làm sao đi săn được. Ok. Mình không biết là bắn đằng sau lưng nó có tăng đam hay gì không. Nhưng mà có vẻ nó sẽ hay hơn á. Mấy này mặc đồ trâu bò quá. Má nó vẫn chưa lên được chứ sao. Lên đam đó, secure the area. The area, xong rồi. Destroy the remaining napalm tanks. Có tụi nó ra đằng sau rồi. Chạy 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 chạy. Ôi, nó mở ra nữa hả? Tối đằng kia. Ôi cái quái gì ghê vậy. Quá trời này mà nổ một cái chắc cũng vui lắm. Má nhìn cả đảo quá. Mấy cái này mình muốn kích nổ rồi. Má cày quá trời cày mới lên được level 9. Nice. Destroy them. Oh shit. Ây cha bà con ơi. Sao đâu có gì. Hai cái rồi kìa. Nhưng mà là chỗ này có canh canh nhiều quá. Lính canh quá trời luôn. Ok, chúng ta vẫn đang cố gắng để giết hết mấy thằng này. Đấy, sao trâu bò quá vậy mấy con. Đấy, vẫn đang kiếm đồ để phá cái đống này. Ui, 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 mấy thanh niên. Hồi máu lại đi kìa. Sao chưa hồi máu ta. Đó, đang bắn im chợ nè. Ý da, lên em chạy đi, cứ chạy đi. Hết máu nè, đó. Có tim đi đỡ ghê. Đỡ lắm luôn. Này là gì đây? À, cái gì của mình á. Còn cái ở đâu ta? Qua lấy đồ cái đã. Live holster. Chúng ta phải đi lên cái chỗ mà Watchtower là cái tòa mà chúng ta nhìn. Hình như chỗ khúc nãy hay sao ta. Hình như là vậy. À, ở đâu có những cái xấu ở đó sẽ có the division. Chúng ta sẽ phóng lên.
Đó, anh là người giải quyết công lý. Không phải đấy. Hết bom rồi. Má này tỉnh vãi má. Ờ à, à, nó boss mà. Hiện chỉ tỉnh vãi rồi. Này thì boss. Mình thấy như elite boss hay là elite boss thường cũng cũng chỉ có điểm kinh nghiệm cũng như đó thôi chứ cũng khác gì nhiều. Xong khu này rồi đó. Super 90 vậy. Ok, Fire Joe Pharaoh. Restock cái đó tính. Các bạn lên đây nào. Nhưng phải đi vô trong mới được. Ôi, nhìn gần thanh niên kìa. Má đi bằng má đang đang ngồi xuống mà cũng đi bựa vậy. Xem có đồ gì ngon không ta. Inventory vẫn chưa có gì đặc sắc cho lắm. Ok, chúng ta vẫn cố gắng đi lên level 10 để chúng ta mặc đồ vô nhìn đỡ hơn tí. Chứ không thì hoàn toàn không có gì để mặc. Chuẩn luôn. Má mà công nhận mấy người này cày lên level 6-7 cũng hay thiệt. Không mà thấy cày lên level 10 cũng khó vãi trưởng ra luôn á. Không phải khó đâu rồi, cày nhiều mới ra được. Mình gần max cây level 9 rồi. Là gần lên level 10 rồi, ngon cơm. Nhưng mà vẫn đồ thì vẫn chưa gọi là khủng vậy lắm. Đi theo cái sợi dây này hả ta. Cái sợi dây vàng là mình cứ liên tưởng tới Mirror Z. Đâu, có địch. Có nhiều lắm luôn. 12 đứa. What the fuck, mình phải giết á hả. Không xin nhê gì luôn. Má căng gì, căng gì, căng gì, căng gì bạn. Để chắc để đây nha. Ý. Căng quá vậy. Căng quá vậy mấy dân chơi. Ôi 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 cái gì. Má thiết nghĩ chúng ta nên phải cẩn thận hơn. Ui 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 đây 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 chết ngay. Ôi nó chọi bom, bỏ bom nữa kìa. Hồ thằng này đi lên, à, đi lên hả mày. Đi lên hả mày, ai cho mày đi lên. Đi lên, đi lên, đi xuống nè. Level up, yes. Cuối cùng chúng ta đã level up, yes. Lên cấp rồi, mừng quá. Má kiếm gì đó mặc vô coi, nhưng mà đang bắn súng rồi. Không nên mặc vô dưới chừng như thế này. Như nãy giờ mình vẫn nhăm nhe cái cây Sky Edge. Rồi đây mình mặc vô thấy coi. Mặc nhanh cái nhẹ rồi. Bolus M4. Oh, oh shit. Bolus M4. Cây thứ hai đâu rồi. Scar Ash nè. Cây thứ hai mình nên vào Bolus M4 đi. 3000 mấy luôn. Đó, chuẩn quá đi thôi. Có cái này level 10 đó. Chuẩn. Từ từ để bắn tiếp đi hả. Bolus M4 đi mà tới 3000 mấy kinh vậy. Nhưng mà có vẻ... Ây da. Hay quá. Lên level phải có gì đó đặc sắc một tí. Ồ công nhận bắn đỡ hơn rồi nè. Bắn thử cái Scar Edge rồi xem sao. Ồ ồ cái này ngon, 2000 mấy luôn. Ồ coi rồi, má cây này được, OB, có vẻ OB đó. Anh thích cây này, ý, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ồ, cây này OB vồn. Ui, 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 phải gọi là khá là OB luôn chứ. Thế chứ mình nhâm nghe cái Scar Edge nãy giờ và nó công nhận. Cuối cùng nó cũng cho mình kết quả tốt. Má, một phát là toàn 900 mấy không. Má đã vãi, nhưng mà có vẻ đạn không nhiều. Chính xác là vậy, nhưng không sao. Mỗi chỗ như thế này chúng ta có quá trời đồ luôn. Điểm kinh nghiệm đâu rồi. Spot đi, cái gì vậy? Ở dưới này hả?
còn thanh niên ở trên nữa kìa. Thiết nghĩ cho nên chạy lên lại. Đù. À, cái cây này giống như là cây súng ngắm luôn rồi. Hèn chi đam nó cao vãi mà nó không có giật như cái cây kia. Đỡ khổ. Giờ phải chạy qua cái hướng bên này thì chúng ta mới lên được cái hàng Joe Farrell vậy. Objective Defeat Joe. Đích. Joe sao chưa ra ta? About fucking time. Hồi thiết nghĩ mình nên tránh đi. Thì mình nghĩ là nó sẽ tràn ra đó. Restock lại cái đã. Rồi tính gì tính. Ô, oh, vừa mới nói luôn. Ô, oh, ô, oh, trời ơi. Ôi, bậy quá nhân chơi. Quá trời luôn. Không kể xiết luôn. Có Sky Edge rồi, ngon rồi. Cây này level 10. Thế bây giờ mới đúng nghĩa gọi là level 10 nè. Đâu rồi. Anh niên nào ra anh trưởng phát chết luôn. Đó, 900 mấy đam đảo quá. Bắn được cái chính xác nữa chứ mà toàn 900 mấy đam không à. Sướng vãi. Nhưng mà được cái nó chấm bắn chậm hơn cái này. Mình được cái nó chí mạng nhanh hơn. Đó, 3000 mấy, phải có cái công lực của 3000 mấy chứ. Đù, chạy đâu mày. Ôi, gục rồi. Nè, tục quá. Chọn túc bên kia ông ta. Ô, bắn rác vậy. Gục rồi á. Nè, gục rồi, chết cha rồi. Mấy người kia ở dưới vẫn đang bắn cái đám ở dưới thì sao ta? Cho nên đám trên này mới gọi là khó nhằn nè. Wow. Má chưa chết, im chết im con đi ông nội. Khó vãi chưởng. Ôi, má hay quá. Defeat Joe à? Mấy người kia giết được chưa? Escape the building. Chết bà rồi. Phải trốn khỏi cái building. Để mình kiếm đường chạy xuống cái đó. Yeah. Mất máu dữ quá. Lấy hết đồ đi. Ui da. Má này thì bắn bố. Bố chơi bố, cây này bố không ngán ai cả. Ui này thì trốn, này thì trốn. Này thì chốt. Ui. Xong rồi nhé. Giờ mình đi chạy chỗ nào đi trời. Má khó quá vậy. Wow, trời này sắp sập tới nơi rồi. Chết rồi. Chạy hướng nào đây ta? Chắc chạy xuống đây hả? Phải không? Ôi, bỏ hết đồ đi, chạy đi nè. Đây, đúng rồi. Hên quá mọi người, xuống đây nè mọi người. Ôi, mọi người, xuống đây nè, đi. Ôi. Có đám kia rồi, chết cha rồi, mình nên lên revive cái đã. Cái gì ghê vậy? Xuống bạn, xuống luôn. Hên quá.
Còn một thằng level 12 nữa kìa. Chắc nó cũng không qua khỏi vụ này đâu. Chúng ta nên thoát khỏi trước rồi tính. Vô vô vô. Má đông vui vãi. Má cuối cùng xong vụ khó vãi. Khó quá. Ừ, xong rồi nha. Ủa sao trên này cô không bị cháy ra. Cảm thấy cũng kỳ mà khu này trên này không bị cháy. Mission complete. Ồ, chúng ta được một cây Police M4 nữa. Đây là 10 luôn. 42.350 điểm kinh nghiệm. Cleaner video. Action complete, scan standard. Oh yes. Hay quá, cái dũng sĩ. Ok. Can stand the hit. Ây, lộn. The fuck. Cái gì vậy? Ở đây má mấy thằng này. 10 thằng. Hay quá, hay quá. Má gần lên level 1 luôn rồi, ghê vãi. Má làm một nhiệm vụ xong nó cho mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm. Lên hẳn level luôn. Cũng đáng ấy chứ. Ít ra phải vậy. The agents. Ủa mấy ông này nãy giờ lên level chưa ta? What the fuck. Ừ, Khải lên level 7 rồi. Ờ, đâu rồi. Ông này lên level 17 hả? Ủa, ông này tưởng ông này nãy giờ level 19, 16 gì chứ hả? À, không, hình như ông nãy 16 hay sao? Nãy mình không nhớ nữa. Căng thế mấy bạn, căng thế mấy bạn. Chết đó, hay giờ, hóa chuẩn mẹ luôn. Lấy đồ đi, dọn đồ, thu gom đồ lấy hết đi. Security wing supplies. Ồ, được á. Ok, chắc vậy đem về đem bán đi. Mình cũng quá trời đồ rồi. Select mission. One new evidence. Intel evidence rồi. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo của cái Daily Mission hôm nay. Ok, và có vẻ như team của chúng ta đã vào nhiệm vụ luôn rồi. Và nãy giờ chúng mình đang bị một số vấn đề, cái mình không có đi ra ngoài được. Ok, lên. Mà hiện tại mình vẫn đang nâng cấp độ khá là nhiều, cho nên mấy cái thằng này mình bắn khá là dễ. Cho nên không sao cả, từ cái tập trước là mình đã nâng cấp khá là nhiều rồi. Cho nên mấy thằng này giờ nó ăn đam mình là rất là kinh luôn. Ok, để các bạn muốn tăng level kinh nghiệm nhanh thì phải làm cái nhiệm vụ này. Và hiện tại là mình đang tham gia nhiệm vụ mà mình cũng đang cần phải làm. Và ông anh bạn cũng đang cần phải làm. Đồ chuẩn luôn. Thì lúc trước mình bắn thấy nhiệm vụ 14 thì này nọ nó khó, nhưng mà bây giờ nó cũng lại dễ rất là nhiều. Chứ là mình có team member là kiểu có nhiều người hỗ trợ sẽ hay hơn nhiều. Các bạn đi lẻ trong những tựa game như thế này. Ok, và chúng ta đã vào rồi. Có những cái cây súng như thế này nó bắn đỡ hơn nhiều. Mình được một cái cây tới 3.000 đam per second. Hello, mấy trăm đam á. Nó chừng 3.000 á. Nói chung nó bắn rất là kinh. Nói chung là đủ cái gì với thằng level cao như thế này. Và skill cũng bắt đầu có nhiều hơn tí để mình có thể Wow. Thế nghĩ nên để một cục ở đây đi. Vô em.
hồi máu lại. Nãy bây giờ thấy mình có vẻ như là mình hợp mấy nhiệm vụ này hơn rồi đó. Tại nhiệm vụ này các bạn mình nó kêu là từ level mười mấy cho lên á, bây giờ mình cũng đã làm được rồi. Tại đồ nó cũng bắt đầu nó ngon ngon lên một tí. Sao tụi kia nó cho bom kinh quá vậy? Ủa có sniper nữa hả? Mấy cái này khó bắn quá vậy? Khó bắn lắm luôn. Mình xông lên cái nè. Woohoo. Wow 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 wow. Cái cover kỳ quá. Mình chờ bom cái đã. Lên em. Đâu. Coi đó không ổn. Không ổn thiệt, không phải đùa. Càng thế. Ồ, kìa. Ok. Đợi tí cái kêu mình gần xong rồi để mình What the fuck? Gì ghê vậy? Má ghê thiệt, không phải đùa. Ơi da, trời. Fumigator level 14. You can still be revived. Còn 2 người nữa. Chúng ta còn khá là nhiều thời gian. Revive cái nghĩa là nên revive bên kia chứ kìa. Waiting for revive. Ôi ơi, gần chết rồi kìa. Chạy đi. Đi bên trong kìa. Càng lúc nó càng khó lên rất là nhiều. Rất nhiều là lần khác. Waiting for revive. Có nghĩa là hình như đó mà mình chết mà đồng đội mình vẫn còn sống thì mấy ngày nay mình vẫn đi vô được. Bắn tiếp. Có nghĩa là mình sống lại mình bắn chung với ngày này tiếp. Ok, hình như là vậy, chính xác là vậy luôn chứ. Ok, lên đây kìa. Nơi kia vẫn đang ép tụi này lên. Gục nữa rồi. Ủa, đứa nào ta? Ra tới khúc sâu luôn hả? Má bắn quá trời bắn luôn. Đợt, làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy bạn? Làm cái gì vậy? Má coi kìa. Má vậy mà cũng không chết được nữa sao? Hồ cho bò vãi, mình bắn được cái hàng gốc rồi đó. Còn mấy hàng nhờ cổ bắp hơn rồi. Cái gì đây, cái gì đây, cái thể loại gì đây? Chết ngay. Ồ, chúng ta lên level 1 rồi. Đã quá. À, và ngoài ra mình cũng có một cái cây súng cần phải gắn vô. Súng này súng level 11. Ờ, để coi. Có đồ gì không ta? Vậy là mình cũng có vài món đồ level 11. Restock lại, đúng rồi, restock lại ra. Muốn đi đâu chứ không phải restock lại. Ngoài ra thì mình cũng có cái súng nữa coi. Inventory. Có cái súng lục. Mà bằng đây, cây này đây. Cây này specialized. Và ngoài chung mình có vài món giáp nó đồ gì đó đâu. Level 1, đây, cần phải mặc. Level 1, cái nền mặt không ta nó tăng sidearm DPS. Nhưng mà nó lại giảm máu xuống rất là nhiều nên thôi bỏ. Mình đang rất là cần máu cho nên không thể nào ngủ. Đây cái này được, skill power không cần thiết cho lắm. Để coi backpack xem còn cái gì đặc sắc cần nó up không ta. À có cái súng này nữa, nhưng mà level 12 mới có, cho xài. Ok, chúng ta đi tiếp nè. Cái level chúng ta đã mạnh hơn rất là nhiều rồi. Đủ để đấu với tụi này. Gì đây, người chạy gì một đống ghê vậy. Ghê vãi. Hình như nếu mà xong cái này mình được cái virus report thứ ba hay sao đó. Mình đến đây hả? Một thằng level 14 rồi. 1,200 bắn qua không xin nhờ bằng cái kia. Cái này đam cao thiệt nhưng mà nó
cũng tùy lúc rồi. Ây ây da, ây da, ây da, nó nổ quá. Ôi ôi, sao toàn boss không vậy? Wow 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 wow, bậy quá dân chơi, bậy quá. Vẫn đang được hồi máu. Trời trời, nó làm cái gì ra vậy? Ôi what the fuck. Ủa sao nó bắn khúc này hay vậy? Con không hiểu tại sao nó bắn được khúc này nữa, kỳ thiệt. Ồ má, revive tới mức độ luôn hả? Stay in cover. Nãy mình kỳ quá ta. Ủa, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đó, một thanh niên. Ôi. Ồ, căng quá, căng quá, căng quá, căng quá đi, căng quá đi, lên. Ôi còn một thằng Elite Boss nữa kìa. Má game này hư gây cấn thiệt, nhưng mà nó hơi nhiều điểm vô lý. Má giết một thằng chúng ta phải gần đó mấy băng đạn, mấy chục băng đạn mới xong thôi. Mà mấy thằng này má đam nó cao vãi đái luôn. Lại. Ồ, cúi xuống đi. Ồ, đúng rồi, chuẩn luôn. Có này, cái thú này có cả revive, hình như ông này có mod. Ôi, thằng Elite Boss ra rồi kìa. Nãy nhiệt tình vô. Má khó nó chạy rồi. Này thì chạy. Ôi, mình muốn có cây RPG quá ta. Wow, chạy qua đây. Qua đây. Ok, chuẩn man luôn. Còn như cái máy nó bắn loạn sang ngầu hết lên. Lên luôn, má, tìm hiếp dâm nó luôn rồi. Ok, ngon lành, canh đào. Quá hay. Ồ, mà có cách này đi mới nè. Nên nạp đạn lại hết rồi. Có cây súng lục nữa. Cây súng lục này phải double tap. Ok, chúng ta chèn vào bên trong. Ồ, mấy cái công nhận phải nói cái chi tiết bên trong nhà Ubisoft lần này làm rất là hay. Thì mình rất là thích luôn á. Coi nè. Có vẻ như nhỏ nó không còn ở đây nữa rồi. Một căn nhà hồng cũng đã không còn là hồng nữa rồi. Và chúng ta là The Division. Chúng ta phải đứng lên chống lại cái dịch bệnh này. Và do cái này cũng do chính phủ Mỹ không chứ đâu. Mấy con người đâu muốn vậy. Ui đây. Má coi nè. Check boy. Bà này chắc là từng làm giáo viên hay cái gì đó. Má tục quá. Ok, chúng ta nên đi ra. Rồi tính gì tính. À, có nhiều bạn hỏi mình đó, tại sao mình quay có 30 FPS trong những tập sau. Ui, từ từ đó. Ồ, thì do là cái game này chạy trên PS4 nó lock có 30 FPS rồi, cho nên đó, mình không quay nhiều trên kia nhiều. Ui. Má bắn gơ thế mấy ông bạn. Má spray đã lắm luôn. Ôi, một phát. What the fuck? Nãy có nút hold to revive mà ta. Ôi, hình như chưa chết được đâu.
thank you man. Sao lúc nào mình cũng gục hết đi ta. Má tục vãi. Ok lên. Thank you very nhiều. Thank you. Ok, chúng ta đi lấy đồ hết rồi đó. Bây giờ chúng ta lên cái chỗ này. Checkpoint, tới cái checkpoint rồi. Thì mình thấy đây cái vụ này rất là khó. Lúc đầu mình cũng chưa tính làm liền. Nhưng mà anh em rủ cho nên rủ chơi luôn quốc luôn. Với lại mình thấy nó, mình lên đồ rồi. Hồi nãy mình chưa có lên đồ, mình bắn còn thấy khó. Như bây giờ mình lên đồ hết rồi. Lấy đồ inventory 7601 luôn. Ghê vậy. Thú đằng này sao nhìn này giống địa ngục quá vậy. Má tục quá vậy. Không này có vẻ khó. Má qua đây qua đó. Đúng rồi. Này là hồi máu cả nhóm luôn. Ê cái gì một phát mà ăn what the fuck 3 cái máu luôn vậy. Má sniper. Hèn chi một phát nó chữ một phát 3 cái máu. Thốn thiệt. Không có chuyện vừa đâu. Dính đi. À, gặp phải sniper nữa chứ. Đây coi, lên sniper mày. Sniper mày. Tính làm sniper elite hay sao ta? Wow. Ồ, hai kia sung quá, quá sung. Lên tới đây luôn rồi. Đó, 2008. Chết ngay. Cái này quá OB. OB nè, đó, bắn như đít nè. Rồi đây, hướng rồi. Này gì bắn. Chạy hả mày. Wow, có yểm trợ hay gì chúng ta. Cái đó là cái gì vậy? Extract the evidence. À, chúng ta phải giết hết cái đống này chúng ta mới extract the evidence. Chúng ta có nên revive khúc này không ta? Để chỗ bên kia đi ha. Để bên này đi. Má, cái đống này có vẻ khó nhằn rồi. Ngàn hai. Đồ. Sao mình cứ bị bọn sniper nó nhắm mình bắn hoài luôn á. Nãy giờ nó bắn mình hoài luôn, không phải lần đầu á. Objective complete. Clear out remaining cleaner. Sao toàn tụi cleaner vậy? Mình cũng không rõ tụi classman battalion là địch hay thù nữa. Nhưng mà thấy trong trailer nó có nói về cái faction đó. Ok, chắc là mấy thằng sniper cũng phải drop đồ ngon tí chứ kiểu này quá căng. Ở đó còn sniper nữa kìa, hai ba thằng. Ui, what the f... Sao toàn boss không vậy? Má, toàn boss không vậy? Sao mình còn có 8 viên nữa đó. Ôi vãi, nó xuống kìa. Ôi lạy. Là, ôi thần linh ơi. Ôi vãi cái thần linh ơi. Bắn ác quá. Đúng là nhóc ác có khác. Còn 4 viên vậy. Ôi đi hồi lại đạn coi. Má còn 4 viên à. Cái này bắn kinh thiệt nhưng mà ammo để kiếm chỗ này có cái đây, hộp đạn đây. Restock lại cái đã. Mossman rifles. À lên chỗ này bắn được nè. Chết tục gì ông nội. Có ai đó không ta? Má boss vô tới trong đây bắn luôn hả? Chơi vậy. Má ghê vậy. Boss chết rồi. Sao quá. Mình em vẫn đang tính chạy lại cứu.
Ôi, hai thằng boss đứng đó rồi. Căng vậy. Chập chưa kể lũ sniper nữa chứ. À, phải xử hai thằng spot dưới này chúng ta mới lên xuống được cái chỗ đó được. Nhìn thấy cái chỗ này cái nè. Tính gì tính. Nó khó nhắm thế. 1900 Ôi sniper. Ây da, trời. Ồ, nó lag kìa trời ơi. Waiting for revive. Không, cái này khúc này đi revive được. Khúc này chúng ta vẫn chưa chạy ra ngoài xa cho lắm. Thiết nghĩ là chúng ta nên đứng bên trong sẽ hay hơn là đứng chạy ra bên ngoài. Ôi cái kia vẫn chưa hồi lại cho nhiều lắm. Ông kia chết rồi. Hình như nó không phải chọn vô đây. Ngon mà vô đây mày. Đứng né hoài mày. Ôi. Ôi boss lên nó chạy lên lại ha. Bự vậy ba. Wow 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 wow. Cái gì vậy? Má cái nút bấm nó bị cái gì á. Má tột vãi, death location. Cái nút bấm nó cứ sao sao. Chết nhảm đéo thả được. Stay in cover. Đó, nhiệm vụ khó nhưng mà tôi thấy luôn á. Chập cho tim muốn game mém nó chết rồi còn gì nữa. Còn một thằng level 14 nó vẫn còn sống mới ghê chứ. Nãy mình thấy nó máu ít lắm luôn á. Ôi nó phi thân là thằng kia rồi. U, bay xuống nè, đó. Đu, bay tiếp, đu. Thậm chí còn đéo đi bộ nữa. Đó đó là 14 rồi. Thì nghĩ nên đi xuống dưới đây. Cái nhiệm vụ level gì mà cho điểm nhiều nó cũng tốn rất là nhiều thứ để đánh trả. Phải đánh đổi anh kia về chỗ đó thì chúng ta mới revive được ông này. Ôi ơi, mọi người đánh giùm cái coi, để đánh điểm trợ giùm cái nha. Tôi muốn đang revive đây. Dậy em ơi, dậy, gần được rồi, lên. Nó cháy nữa rồi. Nhìn cái gì mà nhìn. Chạy đi mày, fuck you bitch. Ok, rút về chỗ cũ, hay quá. Chắc hồi máu này chỗ này đi. Ủa còn ông Fia đâu rồi? Rồi. Bắn tiếp vậy. Bây giờ chạy đâu mày? Rồi chúng ta còn khoảng 2 thằng ha. Sniper hả mày? Sniper. Đồ. Má mình bắn chết nó luôn. Má lâu cái tăng đam đột ngột. Má 4000 mấy đam. Mission complete. Xong rồi đó. Weapon talents. Nó có nhiều thể loại. Weapon talent brutal. Increase when using this weapon. Got it. Ok, lượm đồ thôi. Tới giờ lượm đồ rồi. Má bắn nguyên đống này không có đồ mới là lạ. Phải đi xuống tìm mấy trụ điện gì power. Và câu này khó đó. Ồ, cái gì mới vào mà nó đã ăn hành là sao? Chắc là mình vừa mới kiếm một cái súng mới. Bắn rất là chuẩn xác và rất là kiểu như là bắn rất là kiểu như không có giật thôi. Chuẩn là khác. Và cái súng này mình rất là thích luôn á. Thích nhất trong cái súng mà mình xài luôn. Đây để các bạn coi nè. Đó, 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 đó. Đó, ôi da, 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 da. Để thấy ra thanh niên cái. Ý, thằng này không thấy mình luôn á chứ. Ghê vậy. Một đống nữa trong đây kìa. Đó, các bạn thấy không. Bắn đam thì rất là cao nhưng mà được cái là rất là chuẩn xác nữa. Không bị giật. Cho nên bạn hãy đè bạn spray là coi như bá cháy màu chét luôn. Má cây này mình mới có tìm được level 12. Là hôm bữa lần trước mà mình đánh á là mình đó chuẩn quá. Giờ bây giờ mình bắt đầu mình có thể tăng cơ tí rồi. Đó. Thấy mấy này bây giờ bắt đầu cái số súng này thì nó bắt đầu nó vừa sức hơn.
nó không quá đà như hồi trước nữa. Thì nghe ông kia còn đứng đây làm cái gì ta? Ủa cái khu này giờ là mình phải nói là cái game này bắt đầu nó rất là chi tiết luôn rồi đó, má đã quá. Ờ không, nhiệm vụ tối đằng kia mà. Để chú quay trở lại coi. Just flip the switch. Chúng ta đang dưới tờ phần khung tàu điện ngầm. Và chúng ta phải đi tìm cái gì ta? CCTV, cái mà cái đoạn băng ghi hình của CCTV. Và có lẽ như đó là căng thẳng trong việc mà chúng ta chứng minh được một số thứ gì đó. Chú bộ trong đó các bạn kiếm được một cái evidence, kiếm được cái nhiều cái đoạn băng khác nhau, các bạn sẽ dẫn ra nhiều hướng khác nhau hơn. Đây. Má cái bóng đá quá. Bóng đá ghê luôn á. Ồ, đã vậy. Ủa còn nữa hả? Ê, còn. Boss ra. Mất máu quá vậy kìa. Chửi các bạn hãy đánh được con boss, ví dụ như bạn có đồ ngon rồi bạn đánh được thôi. Đó, lên em, đó, headshot boss liền. Má mày nào biết không sợ súng nè, đó. Ây da, hết đạn mới ghê chứ. Mình còn cây súng phụ nữa. Cây này giật thì khỏi bàn rồi. Cho nên mình không thích cho lắm, cho nên mình vẫn xài cái kia nhiều hơn là cây này. Rồi được cái đam nó cũng không thua gì chứ mấy. Các bạn vẫn cứ an tâm mà xài thôi. Ok, ngon lành. Canh đao. Ôi, còn nữa rồi. Ồ, boss lớn luôn á. Giờ chúng ta chỉ còn bảo vệ khu này là xong. Ờ, để coi. Chắc đặt đây đi ha. Ôi, wow, gì vậy anh chơi, Wow. Má vô chơi lần này, chơi lớn vãi. Wow. Má nhìn con boss kìa. Ui, chưa đập đạn lại. Ơi, cho ông này lại đây cái đó. Oh, revive đây đi. Má coi kìa đó, chết ngay. Quá đẹp. Má, ơi cái gì? The fuck was that? Cái quái gì vậy? Nó nè, nãy chưởng cho mình phát mình đã văng bay sạch máu luôn. Không ngờ nó cho bò vậy luôn hả. Má này thì cho bò, này thì cho bò đi con mẹ mày. Đó. The fuck, thêm thằng sniper nữa. À, cái thằng nãy mình bắn. Nó bắn mình đó, đó thằng tốt đằng kia. Một đứa còn mình nó đó. Này thì sniper. Ok, chúng ta xong cái khu này nhá. Quá đẹp luôn, khu này quá đẹp. Locate the Warren Gate van. Chúng ta sẽ đi tìm tiếp cái chỗ kia. Cái đây. Ok, ngon quá đã. Đó, này thì bắn nè. Đó, bắn giết một người mới bắn hết quăng đạn luôn mới ghê chứ. Trừ khi các bạn bắn headshot đó thì nhanh hơn tí. Còn chứ không bắn cả bằng hộp thằng nó bay hết cả băng đạn. Ok, lên. Đó, coi nè, chết nè, đó. Kỳ này đồ mình quá nhiều và quá OB. Đủ sức để đánh tụi này rồi. Locate, reload the fuse. What the fuck? Cái khu này đẹp quá, quá đẹp luôn chứ. Wow, dân chơi. Ủa, muốn mình chọi bom nó cũng chọi bom mình luôn mới ghê chứ. Má, đồng đều quá ha. Wow.
Má còn nhiều quả bom chạy hết luôn nha. Đó, lên nè em. Quá đã, má, thanh niên nào chơi cái cây đó đảo quá vậy. Má, mình muốn có cái đó ghê. Giờ sao hả dân chơi, giờ sao hả dân chơi, dân chơi. Nhưng mà mình gần hết đạn rồi. Rồi lại đứng, đứng gần với tụi này nó cũng có đạn lại. Mà mình cũng không bằng cái gì mà ta. Cái đi, ôi, có một thằng, cái bức tượng như đây nè. Xuống đây, xuống đây. Boss hả, boss, boss hả, boss hả, boss hả, boss hả, boss hả. Má bắn cho không còn là boss luôn. Đó, 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 đó. Đó, chết mẹ. Má này thì đi hành boss nè, đó. Boss, 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 này thì boss. Ok, xong rồi nè, đó, chúng ta vẫn còn sống chán. Máu nhiều vãi chán. Ôi, cái quái gì vậy? Ê. Ôi má hết đạn. Đồ cái cây đó giờ biết à, à thanh niên này có cái cây đó. Chúng ta hết đạn rồi. Rồi cái nhẹ cái gì? Wow 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 còn thanh niên là sao? Boss cái nhẹ rồi. Còn một thằng kìa. À còn một thằng bên đây. Xông lên em, xông lên. Này thì chọi tùm lum tùm la. Cái tưởng thích là chọi sao? Ở cái này cái line machine. Ồ oh, đây 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 đây. Quá đẹp. Ngay giữa đường có restock luôn. Ủa nó ra nữa kìa. Đổi vị trí nào, đổi vị trí nào. Má chỗ này chỗ của bố. Đó, đây này 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 thì đứng bắn. Ui hết đạn, hết đạn. Đó, quá hợp tác, quá ăn ý. What the fuck, con boss kìa. Này thì đứng đó mà nhìn. Đó, bắn xuyên đục tường cái kiểu. Đây cho thêm phát nữa coi. Này thì đứng đó mà nhìn. Đó, đột xuyên cửa kính luôn rồi, thấy không? Quá hay, quá hay, quá hay. Mấy thanh niên kia vẫn làm ăn được chứ. Objective complete, rồi xong, khung này đã xong. Chúng ta vẫn còn nguyên cây máu. Và để rồi mình đi nạp đạn lại cái đã. Defend the area. Chúng ta phải có cái mới rồi. Tôi nạp đạn lại cho chắc. Bảo vệ chỗ này à. Spot cái nhẹ coi. Ôi nó ra kìa. Level 15 luôn, ghê hết. What the fuck, đâu ra chui ra ghê vậy. Ê, coi chừng nha thanh niên. Coi chừng, coi chừng, coi chừng á. Bắn rác thế. Cái skill vẫn chưa hồi lại. Ồ, đây hồi có rồi nè. Ok, chúng ta sẽ đứng trong cái vòng phạm vi này cái đã. Đó, mày có biết là cái cây này bắn rất là chuẩn không? Đó. Chuẩn lắm luôn. Thiết nghĩ chúng ta sẽ không lên được rồi đó. Wow 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 wow. Ô đằng sau lưng nữa kìa. Đằng sau lưng mày. Đằng sau lưng mày. Má nên lùi về, lùi về, lùi về. What the fuck? Skill vẫn chưa lên, skill vẫn chưa lên. Đây nạp đạn lại cái coi. Ồ, một thằng là sniper level 13 hả? Ghê thế. Boss hả mày? Boss. Boss kìa, boss kìa, boss kìa, đó.
Wow, nghĩ lại rồi. Thấy còn một thằng màu vàng nữa mới ghê chứ. Chạy nữa, đó. Cái đường vẫn chưa có lên. Má tim mình bắn quá OB. Ôi còn đằng phía đằng sau nữa, mình giết cái thằng này kìa. Ờ, hai thằng hợp tác bắn một thằng đi. Boss kìa. Nói gì chứ boss cũng trâu bò lắm rồi. Ôi còn ra nữa hả? Bỏ chết ngay. Quay, nắp lộn chỗ. Má chuẩn quá, cái con đằng sau màu vàng còn đang đi lên nè. Phục gì ba. Má nguyên lát nguyên tim vô hành đó. Giờ sợ nữa rồi, coi thêm một đứa màu vàng nữa hả. Má căng vậy. Đó chết rồi nè, đó gây cứng thiệt. Gây cứng quá, quá gây cứng. Wow, cái gì vậy? Ôi cái gì? What the fuck was that? Cái gì mà bắn một phát mình muốn bay rồi sạc cái máu luôn vậy? Này thì bắn, hết đạn mới ghê chứ. Bắn đây, nó gần chết rồi. Này thì chết nè, đó. Ông kia gục rồi. Thì mình check xem bên đây còn ai không ta. Không có hả? Lùi vô bên trong đi, revive cho. Ok, lên lại. Quay trở lại cái khúc nãy đây, lên. Có máy nè, đó, ra hồi máu lại. Hình như còn một thằng vàng khè đằng kia đúng không? Biết ai giết nó chưa ta? Đợi hồi máu lại cái đã. Suppress nè con. Bố mày spread chết mẹ mày luôn. Spread là kiểu như bạn bắn cover giống vợ tao. Mấy hàng này bị spread vì bắn dữ quá nó bắn không được. Tại vì nó bắn sniper mà. Ghê thế. Bắn ghê thế luôn à. Full cây máu nhá. Mỗi lần xong nhiệm vụ cái tự động nó lên full cây máu tục thiệt. Ây 59.000 điểm kinh nghiệm ghê vậy. Level 13 luôn, nice. Take all. What you're looking at is the smallpox virus. It normally takes 1 to 2 weeks for it to incubate in a host, and it's not contagious while it's doing so. Looking at Amherst's notes, it's clear he wanted to change that, to make green poison infectious while it developed and to speed up that incubation process to make it spread faster. In English, it's more contagious and it reproduces faster. And that's bad.